Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tôi Là Người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn là ba con đực ba bê lỡ các bạn. Đây cặp đầu tiên nè, pin lực các bạn, mông to nè, ba bê lỡ vừa tầm vỗ béo nha. Đó, mông to pin lực, dây hở đòn dài, xương cối lớn, cặp đực ba bê. Đực ba bê này cao 1m25 bò các bạn. Đực ba bê này cao 1m25 bò ba bê lỡ nha. Cao 1m25 bò ba bê lỡ, dài hở đòn dài, bò tầm 14-15 tháng tuổi các bạn. Bò tầm 14-15 tháng tuổi, cao 1m25 bò, chân móng sọc, chân móng hoàn thiện đầy đà, dài hở đầu chà bá, lưng thẳng, xương cối lớn, xương cối lớn. Đực ba bê này pin lực nha các bạn. Đực ba bê này pin lực nè, mông to nè. Đó, mông to nè, dây hở nè, đòn dài nè, chân móng đi hoàn thiện hết các bạn. Đực ba bê này cao 1m25 bò, đực ba bê này cao 1m25 bò, 14-15 tháng tuổi. Cặp đực ba bê này chủ bố giá là 51 triệu các bạn, 51 triệu. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn. Còn tiếp theo con số 2 nè, cặp này thì chủ bố giá là 51 triệu nha các bạn, ba bê lỡ nha. Cặp này đồng khít luôn các bạn, đều cao 1m25 bò. Đều cao 1m25 bò, bò tầm 14-15 tháng tuổi, vừa tầm giỗ luôn các bạn. Bò này về anh em nuôi đắp giỗ các bạn. Xương cối lớn, dài hở, lưng thẳng, da mỏng, lông sát. Cặp được ba bê lỡ này chủ có giá 51 triệu các bạn, 51 triệu ba bê lỡ nha. Cao 1m25 bò, mông to nè. Mông chà bá luôn, da mỏng, lông sát. Da mỏng lông sát, lưng thẳng thì đòn dài, lưng thẳng thì đòn dài, chân móng thì hoàn thiện. Cao 1m25 bò các bạn, cặp này đồng khít nha luôn nha, đều cao 1m25 bò hết các bạn. Giá 51 triệu, giá 51 triệu, còn được ba bê này chủ mua giá 51 triệu các bạn. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn. Cao 1m25 bò nha, pin lực. Cao 1m25 bò pin lực, dài hở nè, xương cối lớn, đòn dài, chân móng thì hoàn thiện, chân móng thì hoàn thiện. Giá 51 triệu các bạn, cao 1m25 bò, giá 51 triệu. Còn đây là được ba bê lẻ nè các bạn, hai cái mông hết biết nè, cao 1m2 bò. Được ba bê lẻ, mông to, lưng thẳng, pin lực, cao 1m2 bò, chân móng đều hoàn thiện. Giá là 21 triệu các bạn, được ba bê lẻ là giá 21 triệu. Thấy các bạn không? Dài hở nè. Đầu trụ lối nè, chà bá luôn, lưng thẳng nè, chân móng hoàn thiện. Bò này tầm 13 14 tháng tuổi các bạn. Bò này tầm 13-14 tháng tuổi. Con số 3 nè, con ba bê lẻ nè các bạn. Giá ba bê lẻ này thì chủ báo giá là 21 triệu các bạn, 21 triệu được ba bê lẻ này nha. Chân móng hoàn thiện, xương cối lớn, dài hở, lưng thẳng, đòn dài. Dài hở, lưng thẳng, đòn dài, dài hai hòn luôn các bạn. Da mỏng lông sát, pin lực. Da mỏng lông sát, pin lực. Giá 21 triệu. Cao 1m2 bò, đích cao 1m23, cao 1m2 bò, đích cao 1m23, giá 21 triệu. Bò tầm 13-14 tháng tuổi các bạn, bò tầm 13-14 tháng tuổi. Chân móng là hoàn thiện, xương cối lớn nè. Cao 1m2 bò, đích cao 1m23, bò tầm 13-14 tháng tuổi, giá 21 triệu, được ba bê lẻ các bạn. Cảm ơn các bạn theo dõi video.